trong thùng xe đông lạnh có một đoàn di dân giữa thế kỷ văn minh. Bài đọc sau đây là mô tả cuộc tranh tài giữa Nguyễn Xin và bà Phương Hằng. Nguyễn Xin tiếp tục đăng đàn trả đũa bà Phương Hằng, vạch trần quá khứ gây sốc, đá nhẹ hai anh chồng cũ đi tù. Bài đăng của Nguyễn Xin có nhiều tình tiết khá sốc. Sau một tuần tuyên bố dừng mọi hoạt động và xóa toàn bộ kênh YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng đã quay lại vào 19 giờ tối ngày 19 tháng 9. Ngay từ khi bắt đầu, nữ đại gia đã nói rõ lý do cho hành động này là vì cảm thấy nợ tình yêu thương của cộng đồng. Ngoài vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh, trong livestream ngày 19 tháng 9, bà Phương Hằng còn nhắc đến một nhân vật đình đám trên mạng xã hội là Nguyễn Xin. Theo đó, bà chia sẻ mình không biết Nguyễn Xin là ai, vì gần đây mới biết YouTube là gì, Facebook là gì. Nhưng một ngày nọ, bà được liên hệ xin gặp mặt vào thời điểm bà chưa bùng nổ. Gần đây thì tôi mới tìm hiểu là Nguyễn Xin là chùm trong giới showbiz. Đây là người từng tổ chức cho một nhóm người tấn công Duy Nguyễn. Tôi cũng gặp mặt bạn của Nguyễn Xin, lên gặp tôi và tặng tôi một bó hoa cực kỳ giang hồ, qua bắt Duy Nguyễn khoanh tay vì chuyện của Chí Tài, bà Hằng nói. Nữ CEO nói thêm, tôi không ngờ rằng trong giới showbiz có những thành phần rất giang hồ, tổ chức đi đánh người ta. So với nghệ sĩ miền Bắc thì đám này quá mất dạy. Nhưng khổ nổi bây giờ gặp ngay bà Hằng, tụi bay tấn công tao thử coi. Ngay sau đó, cựu hiệp sĩ đường phố Nguyễn Xin nhanh chóng đăng đàn nhiều status đáp trả trên Facebook cá nhân. Bà CEO và OC, thật ra thì cuồng cuộn con chỉ mới biết đến sự hào nhoáng xa hoa của bà CEO thời gian gần đây thôi. Việc ngưỡng mộ về sự giàu có thì có lẽ quá bình thường. Mỗi tội các cháu không đủ tư duy và tầm nhìn để có thể soi ra quá trình làm giàu, để xác định được cái tâm của họ thật sự nằm ở đâu trong quyển sách Đạo Làm Người. Trong quá khứ thì đá nhẹ hai anh chồng cũ đi tù, một anh thì dân xã hội, một doanh nghiệp lắm tiền. Anh xã hội thì vay mượn tiền mua nhà xong đưa chị đứng tên. Lúc anh này bị pháp luật sờ gáy thì chị nhanh chân đá nhẹ lá đơn tố anh này cưỡng đoạt tài sản, thế là tù. Anh thứ hai cũng tù, tài sản cứ thế mà bốc hơi. Nguyễn Xin viết thêm, không đơn giản mà chị CEO thay tên đổi họ một cách chóng vánh như vậy. Hơn ai hết, bà thừa biết dù phe cánh của chú Nam Cam thời đó bị triệt phá, nhưng thế lực thì vẫn còn. Và anh bạn trai đầu tiên bị đi tù là nằm trong kết luận điều tra số 21 của chuyên án Nam Cam. Sau khi mãn hạn thì anh này hiện đang sống bên Singapore. Google vẫn chưa tính phí về bản cáo trạng này. Đến khi gặp anh Dũng Canxi, tôi không quan tâm đến chuyện cướp chồng hay giật chồng như lời đồn đoán. Nhưng anh Dũng Canxi đã chính thức là bàn đạp đưa chị gái cò mồi bất động sản các tỉnh lên tầm cao mới, lên tầm bà CEO TikTok. Luận điệu của cuồng cuộn thì hay đem ra chuyện thuyền nguyện để so sánh và mạt sát người khác. Như vụ hiến bất động sản 1.000 tỷ chống dịch, cuồng cuộn con chỉ nghe tuyên bố đến vậy, đâu có biết rằng pháp lý cũng như ba bên bốn bề của lô đất đó đều thuộc quyền sở hữu của ai. Thì thế, dù thông qua hay không thông qua, nhưng đổi lại vẫn được tiếng. Booking báo chí khắp nơi viết đưa tin ầm ầm, cuồng cuộn con cứ thế mà tự hào về mẹ.
nhà máy oxy của bà CEO. Tôi không thích dân túy. Việc hiến tặng oxy là điều đáng trân trọng. Thời gian thử nghiệm và vận hành nhà máy thì phát hành miễn phí. Nhưng liệu có đang ấp ủ ý định tham gia tất tần tật các gói thầu liên quan đến cung cấp oxy cho các bệnh viện hay không? Vì chứ hết dịch rồi đẩy bệnh viện vô cái thế phải gật đầu ừ nhẹ, mà lĩnh vực này thì phải nói là siêu lợi nhuận. Thử lắc đầu một cái xem có mệt với bà CEO không thì biết liền. Vậy nên nếu xem đó là một cơ hội kinh doanh hậu đại dịch thì cũng nên rạch ròi, đừng đánh lận con đen là công tác thiện nguyện rồi mặc sức biểu diễn cho người đời xem. Vụ 15 triệu liều vaccine cũng đánh bóng tên tuổi nốt. Lẽ ra ở tầm CEO, trước khi phát ngôn bất cứ điều gì thì phải lượng xem mình có thực hiện được hay không. Nhưng phi vụ này quả là trò bịp bợm không thành, rồi quay lại cổ suý rằng tiêm vaccine gây chết người, trong thời điểm mà chính phủ đang cố gắng đầy đủ cho nhân dân. Thì rõ ràng CEO là một người bất chấp thủ đoạn gián tiếp gây hoang mang trong số đông quần chúng nhân dân. Mồm ra rã bảo yêu nước nhưng lại bỏ tiền để mua quốc tịch đảo ship để phòng thân, lên mạng bắt hết người này người kia sao kê, nhưng bản thân lại cố tình làm sai lệch hồ sơ thuế để rồi bị thanh tra và truy thu hàng trăm tỷ đồng. Chửi nhau với người này người kia, toàn vỗ ngực phành phạch dọa đem tiền tỷ ra ủng hộ chống dịch, mà tới hạn đáo lãi suất ngân hàng thì bật vô âm tín, thách thức người này người kia sao kê xong cho 50 tỷ, sao kê xong lật lọng, thiếu điều bắt người ta cung cấp hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm máu, lý lịch tư pháp, mẫu ADN và xác nhận đăng ký tạm trú tạm vắng của phường thì mới chung tiền đến quỳ. Còn nhiều nhiều, tôi sẽ viết một cách thoải mái nhất có thể. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã lại bình luận công kích cựu hiệp sĩ đường phố. Thế anh cứu được bao nhiêu người trẻ em bị bệnh tim rồi? Anh tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người rồi? Rồi anh làm gì để đất nước phát triển được giống như người ta không? Anh có bằng người ta không? Chắc con người anh hoàn hảo quá, chưa làm việc gì xấu trên đời này đâu nhỉ? Di dân giữa thế kỷ văn minh, tôi thấy trong ống cống có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh, trong thành phố đông người không thiếu hiện tài nhân. Giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày? Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ, thế kỷ hôm nay đâu nghĩa lý gì
thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày. Trong thùng xe đông lạnh có một đoàn di dân giữa thế kỷ văn minh. Tôi thấy trong ống cống có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh. Trong thành phố đông người không thiếu hiện tại nhân, giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày. Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ, thế kỷ hôm nay đâu nghĩa lý gì. Thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ, thế kỷ hôm nay đâu nghĩa lý gì. Thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày.